Vâng, em Tuấn Anh đại diện bán hàng tại Salon ô tô Hà Nội 1 thì hôm nay xin được quay trở lại với những cái bản tin báo giá hàng ngày của ô tô Hà Nội 1. Cửa hàng bên em có địa chỉ tại số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì sau một cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán khá là dài, khoảng gần 10 ngày thì bên em chính thức lại tiếp tục mở bán hàng. Thì hôm nay em xin được báo giá một số những mẫu xe đang được bày bán tại cửa hàng bên em. Thì như quý vị anh chị và các bạn có thể thấy toàn cảnh cửa hàng bên em thì hiện tại là cũng đang trống rất là nhiều xe rồi. Thì sau cái dịp Tết Nguyên đán năm vừa rồi thì bên em cũng đã bán được rất là nhiều xe và hiện tại là vẫn còn trống. Thì quý vị anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi hoặc là bán xe thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em. Bên em cam kết là sẽ nhận mua lại với mức giá là tốt nhất trên thị trường. Với một cái ưu tiên tiêu chí hàng đầu đó là những cái xe nhập vào là sẽ không có tai nạn, không ngập nước, không lỗi hộp số, hộp máy. Vâng, thì bây giờ em xin được gửi tới chi tiết những cái mẫu xe bên em đang được bày bán tại cửa hàng. Thì đầu tiên đó là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2 cầu. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, sản xuất vào năm 2011, biển thành phố Hà Nội, tên tư nhân. Đó, xe này mới lăn bánh được quãng đường là gần 8 vạn km thôi. Thì xe trang bị có cả cửa nóc, đó, ghế da màu đen, ngoại thất màu đen. Bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 435 triệu quý vị anh chị nhé. Vâng, 435 triệu là mình đã sở hữu một mẫu SUV 5 chỗ gầm cao rồi. Thế còn bên tay phải em đây là một chiếc Lexus RX 350. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Bản này là bản full, cửa nóc, rửa đèn pha và có phanh khoảng cách. Trang bị một cái màu rất là đẹp, màu xanh ngọc trai. Nội thất ghế da màu ghi. Đó. Riêng cái dòng này thì phải nói là dòng xe sang rồi. Tất cả các option rất là nhiều, đảm bảo an toàn cho người vận hành sử dụng xe. Đó. Dòng xe của người Nhật. Thì hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với mức giá mong muốn, đó là 1 tỷ 90 triệu. Đó, 1 tỷ 90 triệu cho một cái mẫu xe SUV 5 chỗ đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đó, chiếc xe sang Lexus RX 350 trang bị một cái hộp số rất là mạnh mẽ 3.5, biển thành phố Hà Nội, tên tư nhân. Rồi em mời quý vị anh chị đến với cái mẫu xe tiếp theo. Cũng lại là một cái mẫu của Toyota. Đây là chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản giữa là bản V. Chiếc xe được sản xuất vào năm 2021, mới lăn bánh được quãng đường là 1,2 vạn km, biển tỉnh. Đó, biển tỉnh thì cái này là hôm vừa rồi em mới treo thêm tạm cái biển này lên thôi. Thì biển tỉnh bên em đã rút hồ sơ sẵn rồi. Đấy, quý vị anh chị nào mà quan tâm thì có thể là qua tham khảo. Đấy, sau đó cái thủ tục mà sang tên rất là nhanh, chắc chỉ mất khoảng 1 ngày đến 1 ngày rưỡi thôi ạ. Xe trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu nâu cà phê, cửa nóc cam 360 đầy đủ, đúng là một chất chiếc xe lướt. Bản này là bản giữa. Thì bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 850 triệu. 850 triệu thôi quý vị anh chị nhé. Giá này bên em vẫn còn một thương lượng một chút thì quý vị anh chị qua trực tiếp xem xe. Phía bên phải em đây là một cái mẫu SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đó là chiếc Kia Sorento phiên bản full dầu. Đó, trang bị một cái động cơ là 2.2. Bản full trang bị cửa nóc toàn cảnh panorama, rửa đèn pha tự động. 7 chỗ, trang bị ngoại thất màu ghi và nội thất ghế da màu đen nguyên bản từ đầu. Xe mới lăn bánh được quãng đường là hơn 7 vạn km thôi ạ. Sản xuất vào 2014. Bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 595 triệu. Chỉ 595 triệu là quý vị anh chị đã sở hữu một cái mẫu SUV 7 chỗ như này rồi. Rồi còn phía ở trong đây, bên em có một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q ạ. Chiếc xe sản xuất vào 2016. Đó, trang bị ngoại thất màu đen, ghế da màu đen nguyên bản từ đầu theo xe, gương chỉnh gập điện, màn Android rồi. Thì chiếc xe này mới lăn bánh được quãng đường là hơn 7 vạn km thôi ạ. Sản xuất vào 2014, biển thành phố Hà Nội, tên tư nhân. Bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 760 triệu. Đó, 760 triệu quý vị anh chị nhé. Ở dưới em đây là một chiếc Land Cruiser sản xuất vào năm 2006. Đó. Một cái mẫu này phải nói là những một cái mẫu xe phải nói là huyền thoại những cái thời điểm mà năm 2000 trở ra. Đó, chiếc xe phải nói là cực kỳ chất, nguyên bản. Xe này trang bị hộp số sàn, biển nguyên là biển thành phố. Đó, biển vẫn là biển 4 số này quý vị anh chị nhé. Biển rất là đẹp. 3799. Đấy, chiếc này thì bên em đang chào bán mức giá mong muốn là hơn 600 triệu một chút thôi. Quý vị anh chị nào mà yêu những cái dòng xe như này, một chiếc Toyota Land Cruiser, thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em xem xe, trải nghiệm và lái thử. Đấy, sau đó thì sẽ quyết định là có sở hữu em nó hay không. Một chiếc xe phải nói là cực kỳ chất. Bên cạnh đây là một cái mẫu Toyota, chiếc Toyota RAV4 được sản xuất vào năm 2013, nhập khẩu nguyên chiếc tại Canada. Trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu nâu. Bản này có cửa nóc. Bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 820 triệu. Đó, một chiếc xe cực kỳ đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc, biển thành phố Hà Nội, cực kỳ đẹp luôn. Tên tư nhân. Phải nói là một cái mẫu xe cực kỳ chất, trang bị luôn cả cam 360 rồi, gương chỉnh gập điện tự động. Đó, rất là nhiều option trên xe. Chiếc xe mới lăn bánh được quãng đường là hơn 5 vạn mai rồi ạ.
hơn 5 vạn mai quý vị anh chị nhé. Vâng, mức giá là 820 triệu, quý vị anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng em xem xe lái thử. Ở bên cạnh em đây là cái chiếc Mercedes này, thì chiếc Mercedes này bên em đã có khách cọc rồi. Tiếp tới là một cái chiếc Mercedes-Benz phiên bản C300 AMG. Đây ạ, phiên bản AMG nhé. Trang bị dây đai đỏ, có cửa nóc, có rất là nhiều option, tính năng hiện đại để bảo vệ và trang bị cho người tiêu dùng và trang bị cho người vận hành nó một cách an toàn nhất. Thì hiện tại chiếc xe trang bị cái một cái màu ngoại thất là màu đen và nội thất ghế da màu đen. Vô lăng vát đáy thể thao mâm AMG. Rất nhiều công nghệ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 625 triệu. Xe được sản xuất vào năm 2013, biển thành phố Hà Nội tên tư nhân, mới lăn bánh được quãng đường là gần 11 vạn km thôi. Vâng, em xin nhắc lại nhé, 625 triệu. Đằng sau em đây. Chiếc này thì bên em có khách cọc rồi, chắc là hẹn là sang cuối tuần này sẽ lấy thôi. Tiếp tục là một cái mẫu của đất nước Nhật Bản, chiếc Honda CR-V phiên bản 2.4 số tự động. Xe này trang bị một cái ngoại thất rất là cá tính, màu xanh tím than, nội thất ghế da màu đen nguyên bản theo xe, màn Android. Đó. Gương chỉnh cập điện tự động rồi, mâm là mâm phay cỡ lớn. Thì chiếc xe này được sản xuất vào năm 2014, mới lăn bánh được quãng đường là hơn 8 vạn km. Bên em đang chào bán mức giá đó là 595 triệu thôi nhé. Em xin lỗi, 580 triệu. Vâng, 595 triệu là mức giá cách đây khoảng gần 1 tháng. Thì bên em đang có trong cái chương trình là đầu xuân thì giảm giá, thì bên em đang chào bán chiếc này là 580 triệu. Quý vị chị quan tâm có thể qua cửa hàng bên em xem xe lái thử. Kế bên là một cái mẫu SUV 5 chỗ đến từ thương hiệu đất nước Mỹ. Đó, nước Mỹ thì phải nói là dòng xe rất là cơ bắp và rất là khỏe. Thì đây là chiếc Ford Escape phiên bản XLT. Máy xăng hai cầu, động trang bị một cái động cơ là 2.3 số tự động. Xe trang bị ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu đen nguyên bản theo xe. Đó, quý vị anh chị có thể nhìn tổng quan một vòng về chiếc xe, phải nói là cực kỳ cơ bắp và cực kỳ là khỏe mạnh. Thì hiện tại chiếc xe này sản xuất vào năm 2011, mới lăn bánh được quãng đường là gần 10 vạn km thôi. Biển thành phố Hà Nội tên tư nhân, bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 355 triệu. Và chỉ 355 triệu thôi, quý vị anh chị đã sở hữu một cái mẫu xe SUV đẹp như thế này rồi. Rồi tiếp đến là một cái mẫu Hyundai Tucson. Chiếc Tucson này là phiên bản phun dầu. Đó, CRDI. Trang bị một cái ngoại thất rất là đẹp, màu đỏ bọc đô. Màu đỏ bọc đô quý vị anh chị nhé. Trang bị cửa nóc toàn cảnh panorama, nội thất ghế da màu kem. Sản xuất vào năm 2018, mới lăn bánh được quãng đường là 4 vạn km thôi ạ. Biển thành phố Hà Nội, tên công ty. Riêng chiếc này có thể xuất được hóa đơn quý vị anh chị ạ. Đó, rửa đèn pha tự động này, rất nhiều option công nghệ. Thì hiện tại là bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 790 triệu. Đó, gần 800 triệu là quý vị anh chị đã sở hữu một mẫu SUV đẹp như này rồi. Đó, đời cao, rất nhiều option công nghệ. Vâng, thì vừa rồi thì em Tuấn Anh đã gửi tới quý vị anh chị một số những cái mẫu xe đang được bày bán tại cửa hàng bên em. Và hiện tại thì bên em vẫn còn nhu cầu, đang có nhu cầu là nhập xe vào. Quý vị anh chị nào mà có nhu cầu bán xe hoặc là trao đổi hoặc là mua, có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em tại địa chỉ số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để xem xe lái thử. Còn tất cả về những cái mẫu xe bên em gửi tới quý vị anh chị và quý khách hàng thì luôn cam kết về cái vấn đề chất lượng của xe, đó là những cái tiêu chí như máy nguyên bản, xe không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ an ninh là đảm bảo. Và hiện tại những cái tiêu chí đầu vào tuyển chọn bên em cũng rất là khắt khe, phải qua 12 tiêu chí. Đó, thì quý vị anh chị nếu muốn biết thông tin cụ thể có thể lên website bên em hoặc là fanpage của Salon Ô tô Hà Nội 1. Thì cửa hàng bên em có địa chỉ tại số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Quý vị anh chị nào quan tâm tới cái mẫu sản phẩm của bên em thì có thể qua trực tiếp cửa hàng xem xe, lái thử, trải nghiệm. Thế sau đó thì chúng ta có thể thương lượng bàn bạc về giá. Và một lần nữa em Tuấn Anh xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi cái video báo giá đầu xuân năm mới. Một lần nữa em xin kính chúc sức khỏe tới toàn bộ quý vị anh chị và các bạn. Một năm mới là an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn. Em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.